Xin chào mọi người, mọi người có khỏe không? Hôm nay thì mình sẽ cập nhật thông tin về thuế của năm 2021 này nhé. Thì hiện tại bây giờ là bên sở thuế vụ của mình của Hoa Kỳ thì mọi người cũng có thể đã biết rồi là cái thuế năm nay họ sẽ dời lại cho đến ngày 17 tây tháng 5, cái hết hạn á, để mà mình nộp cho cái thuế năm nay sẽ là ngày 17 tây tháng 5, chứ không phải là như mọi năm là ngày 14 tây tháng 5 nữa. Thì đó là theo cái thông tin của cái bản tin mà ngày 17 tây tháng 3 của năm 2021 thì họ đã dời cái thuế của mình hàng năm. Thay vì là ngày 15 tây tháng 4 thì bây giờ sẽ dời lại là ngày 17 tây tháng 5 năm 2021. Nhưng mà trong cái bản thông báo này họ cũng thông báo cho mọi người biết rằng là chỉ có thuế liên bang là của năm 2020 này nè là sẽ dời lại mà thôi. Thành ra là chỉ có thuế liên bang thôi nhé. Và những cái thuế mà thí dụ như nếu mà mọi người trả trễ đó, họ cũng vẫn không có lấy tiền lời, họ cũng không có bị phạt ha. Thành ra là cái hết hạn để mà mình đóng thuế, để mà mình nộp đơn khai thuế của năm 2020 này là ngày 17 tây tháng 5 năm 2021, mà chỉ cho cái thuế của liên bang mà thôi ha. Nếu mà quý vị về cái vấn đề mà của tiểu bang của mình đó, quý vị phải check với tiểu bang của mình, tại vì mỗi một tiểu bang mỗi khác, có tiểu bang thì họ dời, họ gia hạn thêm cho mình, nhưng mà có tiểu bang thì không. Thành ra là quý vị phải check với tiểu bang của mình nhé. Chứ để không là cứ tưởng rằng là cái ngày hết hạn này sẽ bao gồm cả liên bang và tiểu bang, cái đó là không có đúng ha. Và nếu mà những ai mà cần cần để mà extend thêm ra, là có nghĩa là dời thêm ra nữa đó, thì quý vị cũng có thể làm cái bản để mà dời cái ngày đó ha. Thì quý vị cũng có thể điền cái đơn, nó gọi là cái đơn nó gọi là 4868 để mà xin gia hạn thêm cho đến tháng 10 năm 2000 ngày 15 tây tháng 10 năm 2021 này. Quý vị có thể gia hạn thêm nếu mà quý vị nghĩ rằng là ngày 17 tây tháng 5 này quý vị cũng không có đủ thời gian để mà điền cái đơn đó ha. Ngoài bên sở thuế vụ đó, họ cũng trên cái mạng của họ là trang mà irs.gov đó, họ cũng có cái software họ để ở trên mạng để cho quý vị có thể vào trong đó và được điền miễn phí. Ví dụ chỉ cần bấm vào đây freeze file nè thì họ sẽ dẫn quý vị tới cái trang và họ cho mình biết rằng là họ cho mình biết rằng là nếu mà quý vị income của quý vị dưới 72.000 thì quý vị có thể điền cái đơn khai thuế của liên bang miễn phí ha. Và họ có cái những cái câu hỏi trong đây thì quý vị chỉ cần bấm vào trong này thì nó sẽ dẫn vào trong cái software. Hoặc là nếu mà cái income của quý vị trên 72.000 thì quý vị cũng có thể vào trong cái trang này, click cho bấm một trong cái file này thì họ sẽ dẫn mình tới để mà họ chỉ cho mình cách khai thuế như thế nào. Họ để những cái software vào trong đó cho mình để mình bấm thử cho mọi người coi nha. Nếu mà income của mình dưới 72.000 mình bấm vào đây thì nó sẽ dẫn mình tới cái trang mà có nghĩa là mình có thể điền cái đơn khai thuế miễn phí trên mạng với IRS luôn ha.
thì họ sẽ có những cái thông tin, ví dụ như là mình sẽ điền như thế nào, họ có hướng dẫn mình sẽ điền như thế nào, mình cần những cái thông tin gì. Ví dụ như là mình cần phải có W2 nè, hay là có 1099 form nè. Rồi mình có những cái thông tin về cá nhân của mình. Nếu mà mình khai cho gia đình thì mình phải có cái thông tin về gia đình của mình, con cái, vợ chồng, số an sinh xã hội, mình phải có hết tất cả những cái thông tin đó rồi mình vào trong đây để mà mình có thể điền. Ngoài ra thì cái thông tin này nó có giống như khi mà mình điền trên mạng nó có an toàn hay không, thì họ cũng có những cái câu hỏi trả lời cho mình rằng là dân cái trang mạng này, những cái information mà mọi người bỏ vào trong cái trang của IRS nó đều được bảo vệ hết và nó sẽ gửi trực tiếp thẳng tới IRS. Thành ra là quý vị không có lo ngại rằng là mình sẽ bị mất, bị ăn cắp những cái thông tin này. Cái trang này nó được bảo vệ ha. Câu hỏi nữa là nó có được miễn phí hay không? Yes, nếu mà quý vị eligible, qualify cho cái dưới cái income 72.000 trong gia đình của mình thì mình sẽ được miễn phí. Mình điền electronic, mình điền e-file, federal tax return mà mình không có cần phải trả lời, phải phải trả tiền. Riêng chỉ có state income thì có thể họ sẽ tính tiền mình nếu mà mình gửi e-file ha. Và câu hỏi nữa là cái file này nó được miễn phí từ IRS? Thì cái câu trả lời của họ là không, tụi IRS á, họ sẽ làm việc chung, hợp tác với những cái private partnership để mà có những cái này. Ví dụ như là bên TurboTax nè, bên HR Block nè, họ làm việc với những cái cơ quan hay là những cái công ty riêng á, công ty tư đó, để họ có những cái software và upload lên đây cho mọi người. Thành ra là khi mà trả tiền thì những cái cơ quan đó họ sẽ trả tiền quý vị. Rồi, đó là cái thông tin mà khai thuế dời lại. Ngoài ra, trên cái trang mạng của IRS Sở Thuế Vụ đó, quý vị cũng có thể kiểm tra coi coi là mình khi nào, nếu mà quý vị đã khai thuế rồi và quý vị muốn biết rằng là khi nào mình sẽ nhận được tiền ha, khi nào mình nhận được tiền thì quý vị bấm vào chữ refund ngay đây, thấy không? Thì nó hỏi rằng là where my refund, thì quý vị bấm vào trong chữ where my refund thì nó sẽ hiện ra cái thông tin họ cần, thì quý vị đánh cái số an sinh xã hội của mình vào cái file status, có nghĩa rằng là quý vị khai thuế dưới dạng nào, mình là single, mình độc thân, hay là mình có gia đình nhưng mà mình tự khai riêng, hoặc là mình có gia đình mình khai chung, hay là mình là chủ của mình là trụ cột của chủ nhà, thì mình đánh ở đây ha. Thì mình chọn một trong những cái này. Xong rồi khi mà quý vị đã khai thuế rồi thì quý vị biết được rằng là cái số tiền mình được nhận sẽ là bao nhiêu, thì quý vị đánh cái số tiền đó vào đây và bấm chữ submit. Thì sau khi mà quý vị bấm chữ submit thì nó sẽ hiện ra cái thông tin kế tiếp cho quý vị, một cái trang mới, họ sẽ cho mình biết rõ rằng là khi nào mình sẽ nhận được cái tiền, họ sẽ thông báo cái đó cho mình. Ok, đó là cái cách mà quý vị muốn biết làm sao để mà mình có thể tìm coi coi là khi nào mình muốn nhận được tiền. Rồi what to expect là có nghĩa là khi nào mình nghĩ rằng là mình sẽ có, thì họ cũng có những cái thông tin để mà chia sẻ những cái thông tin, cập nhật thông tin trực tiếp thẳng từ IRS. Nếu mà mình có những cái refund cho năm nay thì thường thường là họ sẽ làm việc như thế nào, họ giải thích cho mình ở trang mạng này. Thí dụ như là nó có ba cái. Thứ nhất á, là khi mà mình nộp ba cái bước ha. Thứ nhất á, là cái bước thứ nhất á, là khi mà quý vị gửi cái giấy vô thì họ bên sở sở thí dụ họ nhận được cái đơn khai thuế của mình, và bắt đầu cái họ sẽ xét duyệt cái hồ sơ thuế đó, và nếu mà họ approve
thì bắt đầu họ mới gửi ra, và họ mới gửi cái tiền về cho mình. Thì thường thường á, là quý vị, nếu mà quý vị nộp cái đơn mà e-file á, là điện tử đó, thì thường thường á, là mình sẽ nhận được khoảng trong vòng 4 tuần. Sau khi mà mình gửi đi thì trong vòng khoảng 4 tuần thì mình sẽ nhận được cái tiền đó. Nếu mà quý vị direct deposit là có nghĩa là họ trực tiếp trả cái tiền đó vào trong account của mình đó, thì nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà còn bằng giấy như mình phải nhận bằng check gửi về đó thì nó sẽ cái thời gian nó sẽ lâu hơn, là tại vì nó phải in check ra và nó sẽ gửi về cho mình, thì cái thời gian nó sẽ là lâu hơn cho quý vị ha. Đây là cái thông tin ngắn mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người về cái thuế cho năm nay và làm sao để mà mình có thể kiểm tra cái hồ sơ thuế của mình, khi nào mình sẽ nhận được tiền. Hy vọng thông tin này sẽ tốt và hữu dụng với tất cả mọi người. Những ai chưa có subscribe channel của mình á, thì xin hãy bấm subscribe ở dưới cái đăng ký kênh của mình ở dưới cái bên tay phải ở dưới này, và để mà có thể nhận được những cái thông tin mới nhất khi mà mình ra những cái video. Và xin gặp mọi người vào cái video kế tiếp. Xin chào.